Em chào cả nhà nhá. Cả nhà ơi, hôm nay em sưu tầm được một lô hàng rất là đẹp nhá, gửi đến cả nhà này. Mọi người cố gắng theo dõi hết video để sưu tầm được cho mình những giò lan đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy, hôm nay em có một lô chồn rất là đẹp giới thiệu với mọi người đây này. Đây, giò đầu tiên em lên với các bác, đây là một giò chồn 3 cây nhá, thuần này. Đấy, được người dân thuần. Thuần rất là lâu rồi, dễ đã bám vào giá thể chắc chắn rồi các bác nhá. Đây ạ. Giò này có 3 cây nhưng đang có 2 vòi hoa rồi các bác nhá. Đang có 2 vòi hoa. Và cái cây này thì nó lại đang còn để thêm con nữa các bác nhá. Đấy, một giò 3 cây này. Chồn hình số 14 200 nghìn các bác nhá. Chồn hình số 14 200 nghìn 3 cây. Có 2 vòi hoa rồi. Đó, và một cây thì đang để thêm một con nữa các bác nhá. Tiếp theo là một giò chồn khá là to các bác nhá. Tiếp theo một giò chồn khá là to này, giò này có 1 2 3 4 5 6 7 cây nhá, 7 cây này. Đấy, 7 có chồn mà đang có 1 này, 2 này, 3 vòi hoa này. 3 vòi hoa. Em đang thấy có 3 vòi hoa rồi các bác nhá, 7 cái chồn rất là đẹp này. Đấy, một giò ghép vào gỗ khá là to các bác nhá. Đấy, độ thuần thì các bác cứ yên tâm này, dễ bám chằng chịt vào giá thể nhá. Cái này là gỗ nhãn các bác nhá, gỗ nhãn này. Hình số 18 400 nghìn đồng. Hình số 18 400 nghìn đồng, đuôi chồn các bác nhá. Đuôi chồn này rất là đẹp luôn ấy. Tiếp theo đây vẫn là chồn các bác nhá. Đấy, ghép trên gỗ lũa này. Giò này cũng rất là to nhá các bác nhá. Rất là to đẹp này, có 1 này, 2 này, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây các bác nhá, 9 cây. Đang có 1, 2 3 vòi hoa. 3 vòi hoa nhưng có cây này bị lỗi ngọn các bác nhá. Cây này nó bị lỗi ngọn rồi. Thế là chỉ còn 8 cây thôi. Hình số 19, 300 nghìn đồng các bác nhá. Hình số 19, 300 nghìn đồng. Đấy, độ thuần thì các bác yên tâm này, dễ bám chằng chịt vào giá thể rồi nhá. Hình số 19, 300 nghìn đồng, đuôi chồn ạ. Tiếp theo vẫn là chồn các bác nhá. Đấy, cái này thì ghép chân trụ dớn này. Rất là to các bác nhá, dễ này. Đấy, dễ chằng chịt, nhìn thấy bộ rễ nó đã rất là yêu rồi các bác nhá. Còn này thì rất là nhiều cây. Ồ ôi, 2, 4, 5 này, 5, 9 này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 23 cây, hơn 20 cây các bác nhá. Hơn 20 cây này. Có 1 này, 2 này. Giờ này thì em mới chỉ thấy có 2 vòi hoa thôi. Hơn 20 cây các bác nhá. Hình số 17 400 nghìn đồng. Này, nhìn cái rễ của nó đã rất là yêu rồi các bác nhá. Đấy. Cây thì lá hay tươi tốt hết rồi các bác nhá. Hình số 14 à, hình số 17 400 nghìn đồng ạ. Hình số 17 400 nghìn đồng. Tiếp theo đây là chồn được ghép trên chậu gỗ lục giác các bác nhá. Có 2 này, 4 này, 6, 7 cây các bác nhá, 7 cây ạ. Chồn hình số 16, 250 nghìn. Hình số 16, 250 nghìn. Tiếp theo đây vẫn là chồn các bác nhá. Giò này có 1 này, 1 vòi hoa này, 2 vòi hoa. Giò này em cũng mới thấy có 2 vòi hoa thôi. Có 2, 4, 6, 8, 9 cây các bác nhá. 9 cây có 2 vòi hoa. Hình số 20 250 nghìn đồng. Giò này cũng khá là to các bác nhá. Hình số 20 250 nghìn đồng. Tiếp theo là một giò chồn cũng ghép vào gỗ nhưng mà lại đặt thêm vào một chậu gỗ lục giác nữa các bác nhá. Hình số 15 cũng 250 nghìn đồng. Hình số 15 250 nghìn đồng. Giò này em đang thấy có một vòi hoa này. Mới thấy có một vòi hoa thôi, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây các bác nhá, 11 cây này. Hình số 15, 250 nghìn đồng. Cái gì dưới chân đấy? Tiếp theo là một giò chồn combo các bác nhá. Combo một giò chồn và một giò dáng hương tam bảo sắc này, rất là đẹp này các bác nhá. Đấy, hai giò này rất là đẹp nhá.
Hình số 19 à, hình số 29. 150.000 các bác nhá. Này. Dễ thế nhỉ? Có 2 4 cây chồn, 5 cây chồn các bác nhá. Ở bên này còn có một cây dáng hương tam bảo sắc nữa này. Ở bên này là một giò dáng hương tam bảo sắc nữa các bác nhá. Cái này là nguyên bản đấy ạ. Hình số 29 150.000 đồng, rất là rẻ các bác nhá. Giá thanh lý luôn. Tiếp theo đây là bạch nhạn các bác nhá. Bạch nhạn này. Bạch nhạn hình số 8 280.000 đồng. Hình số 8 280.000 đồng. Giò này có 2 này, 4 6 8 10 12 cây các bác nhá, 12 cây. Đấy, 12 cây bạch nhạn rất là đẹp, em đang thấy nó ra vòi hoa rồi các bác nhá. Đang thấy 1 này, 2 này, 3 này. Đang thấy có 3 cái vòi hoa rồi các bác nhá, 3 cái vòi hoa rồi. Hình số 8 280.000 đồng. Đấy, được ghép ở trên gỗ các bác nhá, gỗ này và đặt vào chậu nhựa nhá. Đó. Hình số 8 280.000 đồng. Tiếp theo là hình số 9 cũng 280.000 các bác nhá, cũng 280.000. Giò này có 2 này, 4 này, 5 6 cây nhá. Đây ạ, vòi hoa cái giò này thì nó ra dài hơn một chút rồi các bác nhá. Đây. Bên này cũng một vòi nữa. Bên này 3 vòi này, 4 vòi này. 5 vòi hoa các bác nhá, em đã thấy 5 vòi hoa rồi. Hình số 9 280.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là cáo các bác nhá. Tiếp theo đây là cáo ạ, 3 cây cáo rất là xinh này. Đấy, cây này thì em đang thấy có một vòi hoa rồi các bác nhá. 3 cây cáo rất là xinh. Có một cây này có vòi hoa rồi các bác nhá. Cây này thì có 1 2 3 cặp lá rồi. Đấy. 3 cặp lá, 4 cặp lá các bác nhá. Bên này là 4 cặp lá rồi này. Còn hai cây bên này là 3 cặp lá nhá. Cáo hình số 11 280.000 đồng 3 cây cáo. Rất là đẹp các bác nhá. 280.000 3 cây cáo hình số 11 ạ. Tiếp theo đây vẫn là cáo các bác nhá. Vẫn là cáo tím này. Đây này, lá tím nhá các bác nhá. Lá rất là tím luôn. Đang có một vòi hoa rồi này. Đang có cây này có một vòi hoa các bác nhá. Đấy. Hình số 10 280.000 đồng. Hình số 10 280.000 đồng dễ này. Dễ gió thì dài miên man các bác nhá. Hình số 10 280.000 đồng. Tiếp theo đây là một giò hài đuôi công các bác nhá. Hình số 28 150.000 đồng. Hình số 28 150.000 đồng hài đuôi công. Hai đôi công bây giờ là chuẩn bị ra hoa các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm thời điểm này là về các bác là sẽ được ngắm hoa nhá. Đấy. Hình số 28 150.000 đồng. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một số giò cái này là phi điệp vàng các bác nhá. Phi điệp vàng rất là đẹp này. Ghép trên trụ rốn các bác nhá. Một giò rất là đẹp này, có 2 này, 3 này, 4, 5. 5 ngọn dài nhá và 5 ngọn ngắn. 5 ngọn ngắn ngắn như thế này các bác nhá. Hình số 24 180.000 đồng. Hình số 24 180.000 đồng phi điệp vàng ấy. Các bác sưu tầm thời điểm này thì nó còn đi ngọn đến tầm khoảng tháng 7 các bác nhá. Bắt đầu nó bê thắt ngọn và ra hoa đấy ạ. Hình số 24 180.000 đồng phi điệp vàng ạ. Tiếp theo đây là phi điệp, vẫn là phi điệp vàng này, có 2 này, 4 này, 6 này, 7 ngọn dài các bác nhé, 7 ngọn dài. Hình số 7 220.000 đồng, hình số 7 220.000 đồng. Rất là dài các bác nhé. Đấy. Ngọn nào ngọn nấy thì rất là to mập này. Hình số 7 220.000 đồng. Tiếp theo đây là một giò phi điệp vàng nhỏ nhỏ các bác nhé, có 3 ngọn này, hình số 27 100.000 đồng. Đấy. Hình số 27 100.000 đồng có 2 ngọn các bác nhá, 3 ngọn. 2 ngọn to và 1 ngọn này hơi bé này. Đấy, cái ngọn dài nhất này của nó. Cái giò ngọn dài nhất của nó này vào tầm khoảng 40 cm rồi các bác nhá, 40 cm rồi. Rất là đẹp luôn ạ. Ôi, cái này là phi điệp vàng hay luôn. Em ơi, cái này là phi điệp vàng hay u nổi đấy? U nổi. Em nhầm các bác nhá, đây là u lồi ạ. Đấy, nhìn lá thì nó hơi giống phi điệp vàng nhưng đây là u lồi nhá, 3 ngọn u lồi này. Hình số 27 100.000 đồng các bác nhá. Hình số 27 100.000 đồng.
ba ngọn. Tiếp theo đây vẫn là u lồi nha, cái này thì hai giò này được dân thuần các bác nhá, dân thuần thì cứ thuần ít ít như thế này thôi. Đấy, cứ mỗi giò một thân, hai thân thế này thôi. Giờ cái này là combo cả hai giò nhá, hai giò này cũng ba thân này. Hình số 26 cũng 100.000 các bác nhá, hình số 26 100.000. Cái này là u lồi các bác nhá, u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nữa. Okay. Tiếp theo đây là da báo các bác nhá. Da báo này cái rễ gió của nó đã ra dài rồi nhưng mà lá của nó thì chưa được tươi hết các bác nhá. Các bác yêu thương thì lấy về chăm sóc nhá. Nhà em chia sẻ giá cũng rất là chia sẻ giá thanh lý thôi các bác nhá. Hình số 1 170.000 đồng các bác nhá. 170.000 đồng thôi ạ. Rất là rẻ luôn. À, tiếp theo đây là da báo hình số 3 cũng 170.000 các bác nhá. 170.000. Lá thì nó chưa được tươi hẳn đâu các bác nhá. Tiếp theo đây là da báo hình số 2 cũng 170.000 đồng. Hình số 2 cũng 170.000 đồng. Tiếp theo đây là một giò hoàng thảo vôi các bác nhá. Hoàng thảo vôi này, cái này thì vẫn còn một cái nụ nha các bác nhá. Hoàng thảo vôi hình số 32 150.000 đồng. Này mầm của nó này các bác này. Đang đi rất là đẹp nhá, có 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mầm tơ các bác nhá, 11 mầm tơ liền. Hình số 32 150.000 đồng. Con điên. Cái này là vôi hay long tu xuân nhỉ? Tiếp theo đây là long tu xuân các bác nhá. Long tu xuân hình số 33 cũng 150.000 đồng. Đấy. Giá thanh lý hết các bác nhá. Ui cái con ong này. 2 4 6. Xin lỗi các bác. À 2 này, 4 này, 6 8 9 ngọn nha các bác nhá. 9 9 mầm tơ đang lên này. Đấy. Hình số 33 150.000 đồng. Cái này là long tu xuân các bác nhá. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên các bác nhé. Sơn thủy tiên thì mùa này thì nó cũng đã nở hoa gần hết rồi. Hình số 4 180.000 đồng. Giò này thì vẫn còn một cái thân nụ được 3-4 cái hoa nụ như này về cho các bác ngắm hoa nhé. Hình số 4 180.000 đồng. Sơn thủy tiên này cũng là hàng thuần rồi các bác nhé. Đấy, hàng thuần rồi. Thuần chậu dớn. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên hình số 5 180.000 đồng. Đây ạ. Đấy, màn hoa của nó đây các bác nhá. Bác nào yêu thương thì sưu tầm về chăm sóc này. Hình số 5 180.000 đồng. Tiếp theo đây là giáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Giáng hương tam bảo sắc này. Ở cái giò này thì toàn là cây xếp lá ngắn mà các bác nhá. Đây này. Đấy, cái này thuần rồi, em bẻ cái này là trước là trồng vào để ghim nó vào cho nó đứng nhá. Bây giờ nó đã bám vào giá thể rồi, bẻ đi cũng được. Đấy, toàn là lá xếp lá ngắn thôi các bác nhá. Đấy. Này. Đấy, toàn là lá xếp lá ngắn thôi. Trong cây trong này cũng thế các bác nhá. Đấy. Có 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 7 8 cây các bác nhá, 8 cây. Hình số 31 180.000 đồng, rất là rẻ các bác nhá. Hình số 31 180.000 đồng. Giáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Đây à, tiếp theo đây là một giò nguyên bản người dân vừa mang về đây các bác nhá. Đấy, do là treo nắng nên lá của nó hơi héo nhưng mà đây các bác này, cần thân nào thân nấy của nó đều ra hoa hết rồi nhá. Sân này có hai vòi này. Một vòi là ba vòi này. 4 5 6 7 7 vòi hoa các bác nhá. Đấy, giò này có tận 7 vòi hoa liền này. Mới lá của nó hơi héo một chút các bác lấy về chăm sóc nhá. Hình số 30 150.000 đồng, rất là rẻ luôn các bác nhá. Đấy, đang có vòi hoa hết rồi. Tiếp theo là kiều các bác nhá. Tiếp theo là em giới thiệu đến các bác một số giò kiều vàng này. Kiều vàng bây giờ bắt đầu nụ to hết rồi các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm bây giờ là về các bác được ngắm hoa luôn. Kiều này là hàng thuần rồi các bác nhá, hàng thuần như này. Hình số 24. Hình số 24 200.000 đồng. Đấy, có một nụ hoa nhá, hai nụ hoa. Giò này có hai nụ hoa các bác nhá. Hình số 24 200.000 đồng. Nụ của nó thì như thế này rồi các bác nhá. Đấy, về các bác là được ngắm hoa luôn đấy ạ. Đây cái giò của nó như thế này.
đây là kiều rồi ghép trên trụ dớn các bác nhá. Ghép trên trụ dớn này có hai tầng, cái tầng trên này thì nó hơi bé một chút. Các bác về không thích thì cắt bỏ nó đi cũng được. Đây chủ yếu là cái rề dưới này. Dưới này là nguyên một rề các bác nhá. Có 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vòi hoa các bác nhá. 10 vòi hoa này. Đó, ghép trên trụ dớn các bác nhá. Kiều hình số 12 250.000 đồng. Hình số 12 250.000 đồng. Rất là nhiều vòi hoa các bác về tha hồ ngắm hoa luôn. Tiếp theo đây vẫn là kiều các bác nhá, được thuần chậu gỗ này. Thuần chậu gỗ cái này cũng đã thuần rồi, lô kiều hôm nay là thuần hết rồi các bác nhá. Lô kiều hôm nay là thuần hết rồi. Hình số 25 180.000 đồng. Rất là đẹp các bác nhá. Đây, giò này cũng có hai vòi hoa như thế này các bác nhá. Về các bác được ngắm hoa luôn. Đấy, rất là nhiều thân tơ này. Rất là nhiều thân lá luôn. Hình số 25 180.000 đồng. Tiếp theo đây vẫn là kiều hình số 22 200.000 đồng. Hình số 22 200.000 đồng. Còn này thì có 1 này, 2 3 4 vòi hoa các nhá, 4 5 vòi hoa. 5 vòi hoa rồi. Hình số 22 200.000 đồng ạ. Tiếp theo là hình số 23 cũng 200.000 đồng các bác nhá. Giờ này thì em không thấy có vòi hoa. Nhưng mà cái này cũng đâu. À. Đầu dây ấy. Đây. À đây có một vòi hoa các bạn. Có một vòi hoa nó kỹ quá em không nhìn thấy. Đấy. Giò này thì rất là nhiều thân lá, rất là đẹp các bác nhá. Được ăn nắng ăn gió trực tiếp nên nó rất là đẹp. Hình số 23 200.000 đồng. Tiếp theo đây là một dề các bác nhá, một dề kiều này. Hình số 21 180.000 đồng. Có 1 2 3 4 5 6, 6 vòi hoa các bác nhá, 6 vòi hoa. Hình số 21 180.000 đồng, nguyên một dề kiều các bác nhá, nguyên một dề kiều này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là nhiều vòi hoa luôn. Vâng, và đây mà và đây cuối cùng là một giò kiều khá là to các bác nhá, cũng được ghép trên chậu gỗ này. Đấy, nụ hoa đây các bác nhá. Đấy, rất là nhiều nụ luôn này. Để cho các bác ngắm hoa nhé. Hình số 13 280.000 đồng. Hình số 13 280.000 đồng. Em đưa cái giò đấy ra đây cho chị. Đấy, cuối cùng đây là một giò nhạn các bác nhá. Giò nhạn lá xếp này. Đấy, lá xếp này rất là nhiều vòi hoa các bác nhá. Toàn cây lá xếp lá ngắn thôi, lá dày nhá các bác nhá. Đấy, bác nào thực sự cách cái giò này thì alo cho nhà em các bác nhá. Alo cho nhà em sẽ báo giá cho các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Giò này rất là đẹp luôn ạ. Vâng, vậy hôm nay em xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Em xin kết thúc video tại đây này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ nhà em nhá. Xin chào các bác.